chuyện Quốc Khởi, hệ thống thành thần đó. Anh em nhớ cái kênh nhiệt tình nhé. Nơi này chính là Tổng Bộ Lê Gia. Bây giờ gờ gớm quá nhỉ. Tưng bừng quá nhỉ. Tổ chức bữa tiệc phô trương thế này, lừa vào vung tiền, vung tay cũng mạnh thật đó. Bữa tiệc này chưa được tính là to đâu. Nếu như lần này đứng đầu trong hợp tác hành động là Lơ Hoàng Vũ thì nó còn to gấp 10 lần. Nhắc tới tiêu tiền thì xưa này lời già luôn chơi trội mà. Năm năm trước, khi mới đến thành phố Kim Ninh thì Lơ Gia chẳng lớn mạnh lắm. Bỏ vốn tiền để tìm chiều mộ bình, mở ra thế giới có được quy mô như ngày hôm nay. Số tiền hùng hậu đó là thù lao cho việc vô cáo hãm hại cha mình trước tòa án quân sự của Lê Gia chúng mà. Tính ra thì khi xưa, vì bộ tội cha mình có nhiều điểm đáng nghi, đáng hận là lúc ấy mình còn quá nhỏ, nhiều chuyện không thể nào nhúng tay vào được. Thằng nhãi ta phàm tới sao? Nếu không do thằng nhãi đó, làm sao nó vượt mất cái hạng nhất này được chứ? Hoàng Vũ thiếu gia, chính nó đã hại chết Lê Xích và Lê Thành có phải không? Lúc tính điểm tổng kết thì ta tận mắt nhìn thấy đồ đạc của Lê Xích và Lê Thành. Ngồi nó ra thì còn ai là hung thủ nữa chứ? Lê Xích, Lê Thành. Một tay tôi dẫn dắt. Tôi muốn thằng nhãi này phải chết. Bữa tiệc của chiến sĩ tình vẫn không cấm những cuộc thi quyết đấu công bằng. Cậu quý à, cái thằng nhóc đó là người đánh bại cậu giành lấy hạng nhất ở trong đợt tác chiến hành động có phải không? Trông có vẻ chẳng có gì gờ gớm lắm. Nghe nói Tả Phạm chỉ là chiến sĩ tình vẫn trung cấp, làm sao mà phá vỡ được kỷ lục tích điểm thế chứ? Ê là giở trò giàn trá gì rồi? Cái tên đó là đồng đội của đồ bàn, chắc chắn là hội trưởng đồ bàn đã sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để giúp quân trà ông ta rồi. Hóa ra là như vậy. Vậy chỉ có thể trách cậu quý xui xẻ rồi. Lê Vinh, tên này là ai thế nhỉ? Khí thế mạnh mẽ quá. Anh Phạm à, phải cẩn thận với tên này. Hắn ta là Lê Vinh, người dẫn dắt lừa già sông xà đó. Lê Gia Lôi Hồn, Lê Vinh, một trong những chiến sĩ tình vận mạnh nhất của Lê Gia. Cậu là Tả Phạm. Nghe nói cậu đứng đầu cái đợt hợp tác hành động lần này, còn phá vỡ kỷ lục tích điểm nữa. Không biết cậu có hứng thú đọ sức với tôi để góp vui cho bữa tiệc không? Đọ sức? Anh Phạm được cái mắt cậu. Cái tên Lô Vinh này là một trong những chiến sĩ tình vận mạnh nhất của Lê Gia. Thực lực cực kỳ đáng sợ đó. Thế nào Tả Phạm? Là thiên tài giành hạng nhất trong hợp tác hành động phá vỡ điểm số kỷ lục từ xưa đến nay. Mày không dám chấp nhận lời khi chiến à? Hay là cái hạng nhất của mày chỉ là hậu danh vô thực, dùng tới thủ đoạn đặc biệt? À không dám. Tôi chỉ đang nghĩ là nhớ đâu đọ sức tôi lỡ tại giết chết hắn, thì Lê Gia các người đồng thế mạnh, tôi không đáng tội nổi. Nếu mày có bằng lĩnh đó thật, thì Lê Vinh chết là đáng. Làm sao Lê Gia bọn ta không nhận thua được chứ? Tả Phạm, với Lê Vinh có kịch hay xem rồi. Nhóc con, tôi sẽ chăm sóc cậu thật kỳ lưỡng. Khí thế nặng nề, chắc chắn thực lực của tên này đã vượt xa Lê Xích và Lê Thành. Tới rồi. Uy lực của nhát chùy này còn mạnh hơn nhiều dự đoán của mình. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Chiến kỹ cấp E, Truy Phong Nhị Luyên Chỉ. Để được một đoàn Truy Phong Nhị Luyên Chỉ cảnh giới đại thành của tôi thì đúng là thực lực không tồi. Nhưng mà cũng chỉ đến thế này thôi. Tiếp theo tôi sẽ phải tiếp đãi cậu cho đàng hoàng. Cái tên Lơ Vinh này đáng sợ thật. Nếu như đoàn kia nãy mà đánh trúng người tôi thì chết chắc rồi. Ê là sao khắp cả thành phố Kim Hình này, Lơ Vinh vẫn nằm ở trong cái nhóm các chiến sĩ tinh vấn mạnh nhất. Đúng thế.
đến cả chiến sĩ cấp E, Giáng Cường cộng như là Trì Phòng Nhị Chân Trì, mà hắn ta cũng tu luyện đã đến cảnh giới đại thành. Tả Phạm, có sắp một tí là được rồi, không ổn thì nhận thua đi. Tả Phạm, đừng có nhận thua thế chứ, mày đứng hạng nhất cơ mà, thất bại dễ dàng như thế thì hiệp hội đánh thuê chúng mày sẽ mất mặt lắm đó. Cái tên khốn nạn này. Quả thực là Lừa Vinh mạnh hơn mình tưởng nhiều, tưởng tượng nhiều. Nhưng với thực lực hiện nay của mình, muốn thắng hắn cũng chẳng khó gì. Nhưng mà phải thắng thực lực khó và thuyết phục mới được. Nếu vậy thì bùng nổ thôi. Liệu Thứ Thiểm đại thành ẩn nhẫn lưu quan kiếm nhập một, kiếm mang sắc bén đâm xuyên mở. Gia chủ cứu tôi. Đánh bại chiến sĩ tinh vẫn cao cấp đã được 3 điểm thuộc tính. À xin lỗi nhé, không dừng tay lại được. Tống Huỳnh đáng sợ như vậy mà bị cậu ta giết chết trong nháy mắt à. Nhã kiếm khi nãy nhận định khó tin. Tiểu Phạm, hóa ra cậu lợi hại đến như vậy ư? Nhã kiếm khi nãy của anh Phạm, đó là anh nhẫn Lưu Hoàng kiếm. Chẳng phải tác phẩm vừa mới nhận được kỹ năng hơn cấp 3 ngày thôi sao? Chấp 37 nha. Liệu Thứ Hiểm Thiểm à? Thì thôi vậy, đến cả kỹ năng kiếm pháp cấp đề như ảnh nhẫn Lưu Hoàng kiếm mà anh Phạm cũng nắm vững trong vòng 3 ngày. Nắm vững ảnh nhẫn Lưu Hoàng kiếm trong vòng 3 ngày, đúng là tiền phú siêu phạm. Thảo nào Tổng Chỉ Huy nghĩ xem trọng cậu ta như vậy. Tổng Vinh chết rồi. Không thể nào, sao tân nhái này lại mạnh như thế được chứ? Dám hành hung mở lừa già ta, muốn chết à? Chà, tân nhái này mượn cớ đã xuất ý đồ giết chết Lưu Vinh, không thể bỏ qua cho nó. Giết người nhà họ Lê ta thì phải chết. Y lớn hiếp nhỏ, mặt dày vô sĩ. Hứ. Bữa tiệc thành một bữa tỷ võ rồi. Sức mạnh đáng sợ quá, hoàn toàn vượt xa đẳng cấp của chiến sĩ tình võ. Cao thủ cấp chiến tướng à. Thất bại trong lúc giao đấu là chuyện khó tránh khỏi, huống chi còn là Lưu Vinh chủ động khiêu chiến. Thế nào, lời giờ các người không muốn nhận thua à? Đáng ghét cái tên bù hào chết tiệt này. Thực lực của thằng nhãi này còn mạnh hơn mình dự đoán nữa. Không thể để mặc cho mối họa này tiếp tục phát triển, cho dù có trở mặt với hiệp hội đánh thuê, cũng phải bóp chết nó ngay tại đây. Ngụy thần sự, tên phiền phức này cũng tới rồi à? Tạ Phạm, thằng nhãi nhà mày, sau này ở thành phố Kim Ninh lừa vào bọn ta sẽ không bó quá cho mày đâu. Hội trưởng Bột, cảm ơn hội trưởng đã giúp đỡ. Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ? Hay lắm, giết chết Lưu Vinh bằng một đòn. Lúc trước ta đã xem thường cậu rồi. À còn nữa, đừng gọi ta là hội trưởng, gọi là chú Hào đi. Vâng chú Hào. Được. Bây giờ các cậu đã biết rồi, rốt cuộc hạng nhất lần này có phải là gian lận hay không rồi nhỉ? Tả Phạm đúng là một thiên tài đáng sợ. Một kẻ gừ gớm như thế này xuất hiện lại là chuyện tốt với mình, giúp mình có động lực phấn đấu đột phá lên chiến tướng. Với thực lực hiện tại thì vẫn chưa đủ để đối phó với Lì Già, phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Tống Vinh là tên anh có tiềm năng đột phá lên chiến tướng, vậy mà lại chết như thế, còn chết trong tay thằng nhóc đây nữa. Tả Phạm cướp hạng nhất trong đợt hợp tác hành động của con là giết chết Lơ Vinh, cậu ta là kẻ thù của Lì Già, nhất định phải giết chết cậu ta. Dạ, còn gia tộc tiêu tốn bao nhiêu là công sức ngầm giúp đỡ mày trong đợt hợp tác hành động, vậy mà mày chẳng giành được hạng nhất. Mấy năm nay tao cấp biết bao nhiêu là tài nguyên bồi dưỡng mày, vậy mà mày lại không đánh lại một cái thằng nhã tải phạm phi vật, cái thứ vô dụng vậy vẫn muốn
giống như khi xưa khom lưng quỳ gối với người nhà họ Tả. Tên Tả Phạm là đứa con khốn kiếp của ả già Tả già, thằng súc sinh đó vẫn chưa chết rồi. Lê gia chúng ta sắp xếp ở thành phố Kim Thành, Kim Ninh bao nhiêu năm nay, kế hoạch ấy đã đến giai đoạn cuối rồi, không thể xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Thằng ranh con Tả Phạm kia là mối họa, nên nó là thành phố Kim Ninh thì phải loại trừ nó bằng bất cứ giá nào. Vâng, cứ dạy cho con, nó không sống được bao lâu đâu. Lê chúng, một tuần sau. Không được rồi, thực chiến thế này vẫn còn kém xa lắm. Họ tên Tả Phạm, cấp bậc chiến sĩ tình võng trung cấp, tinh thần 45, thể chất 45, vũ khí thích cốt, sức mạnh 65, nhanh nhẹ 99, khả năng hồi phục cộng thêm 10%, cảm thị sơ cấp, liệu thư thiểm cấp E đại thành, ẩn nhẫn lưu hoàng kiếm cấp D nhập môn, điểm thuộc tính cho phần phối là 6 điểm. Thực lực hiện tại của mình đủ để đè bẹp hầu hết các chiến sĩ tinh võng cao cấp rồi, nhưng chênh lệch với chiến tướng thì vẫn còn rất lớn. Muốn đối phó với Lê Gia, đặc biệt là Lê Gia khốn nạn Lê chúng, thì ít nhất phải thực lực của mình phải đạt đến cấp chiến tướng mới được. Mà ngoại trừ nhanh nhẹn thì các mục tiêu tinh thần thì chất đều cách một cột mốc 100 điểm rất xa. Tăng cấp kỹ năng, nhưng cái cần điểm thuộc tính, phần thưởng, phần khiếu thuyết này là quá lớn. Tiểu Phạm, hội trưởng sắp xếp cho cậu một tiểu đội đi săn. Qua đây đi, gặp đồng đội của cậu nè. Anh Phạm, chị Như ở đây. Đây là tiểu đội đi săn mà mình sắp gia nhập à? Khất Phong, tành cờ của tiểu đội liệt kiếm, thực lực chiến sĩ tình võng cao cấp định phong, vũ khí khiên lớn, kiếm lưỡi rộng. Cam Kỳ, trinh sát của tiểu đội liệt kiếm, thực lực chiến sĩ tình võng cao cấp, vũ khí đoạn kiếm, cung nỏ. Chiến sĩ tình võng cao cấp, chiến sĩ tình võng cao cấp định phong, còn cả chuẩn chiến tướng. Tần Kiếm, đội trưởng, sát thương chính của tiểu đội liệt kiếm, thực lực chuẩn chiến tướng, vũ khí đại kiếm. Đây là tiểu đội số 1 của Hiệp hội Đánh Thuệ thành phố Kim Ninh, tiểu đội liệp kiếm. Anh Phạm à, đây là anh Tân Kiếm của đội trưởng tiểu đội liệp kiếm. Còn cả anh già Cam Kỳ và ông chủ Khất Phong nữa. Nhóc bạn, chứ nó ai là anh già cơ, anh lớn tuổi thế cơ à? Thì nhảy thôi, anh mày còn chưa tới 30, chỉ vì vé bờ ngồi trống hơi chấn chặt một tí thôi. Sao biến lại là ông chú rồi hả? Xem ra người có tiểu đội liệp kiếm không khó chịu lắm. Cậu là Tả Phạm à? Hội trưởng bộ hào tiến cử cậu làm thành viên mới của tiểu đội bọn tôi. Nhưng mà tôi cảnh báo trước nha, điểm đi săn của tiểu đội liệp kiếm chúng tôi là ở khu đường có quái thú cấp đề xuất hiện ở vùng núi Vù, không phải mấy cái tên nhãi như trong lần hợp tác hành động đâu. Nếu cậu và tiểu bạn không nhanh chóng trở thành thành viên hợp lệ của tiểu đội thì tôi sẽ đá cả hai cậu ra ngoài. Đội trưởng Toàn Kiếm à, tôi sẽ thích nghi nhanh chóng thôi, không trở thành gánh nặng của đội đâu. Người này mà không cần phải áp lực như thế đâu. Đội trưởng nói vậy thôi chứ thực chất mỗi lần đi săn, việc giết quái đều được anh ấy bao trọn rồi. Cậu và tiểu bạn chỉ cần chú ý bảo vệ chính mình là được rồi. Chưa có phòng mà, xem thường bọn cháu quá rồi đó. Cho đối phó với con quái cấp đề này có gì gờ gớm đâu chứ. Được rồi, chúng ta xuất phát đến núi Vù đi. Xuất phát đi săn rồi à? Đội trưởng Tân Kiếm này hành động nhanh thật đó. Núi Vũ U vào ban đêm đáng sợ hơn nhiều ban ngày. Sắp đến hoàng hôn rồi, lái xe chạy vào núi Vũ U thế này sẽ không thu hút quái tấn công đây chứ. Lái xe phương tiện cỡ lớn như chiếc xe thiết giáp thế này rất dễ trở thành mục tiêu quái thú. Thì đang đợi quái thú kéo tới mà, chậm rãi đi cùng, đi tìm tung tích của quái thú mất thời gian quá. Đây là cách thức tác chiến của đội săn cao cấp. Tới rồi. Chấp 38 39 nhé. Đây là Vĩ Hào Tiễn, lấy nào là?
Quái thú cấp đề, tiễn vĩ hồ. Tiêu bạc xuống xe đi. Bắt đầu cuộc chiến đầu tiên của hai người về danh nghĩa là thành viên tiểu đội liêu kiếm đi. So với các quái thú cấp địa khác thì tiểu vĩ hồ rất yếu. Nếu có thể giết chết nó thì hai cậu có tư cách trở thành đội viên tiểu đội rồi. Đây là bài kiểm tra gia nhập đội à? Đội trưởng kiểm tra gia nhập đội mà yêu cầu bọn họ đối đầu với quái thú cấp địa, có phải là hơi nghiêm khắc quá rồi không? Lão Khúc nói rất đúng. Đội trưởng thật ra anh không hề muốn cho bọn họ vào đội đúng chứ? Suy cho cùng thì hai thằng nhóc ấy vẫn chỉ là chiến sĩ tinh vận trùng cấp. Cho dù thiên thú gờ gớm thế nào thì cũng rất khó nói về chuyện chắc về lực chiến. Tiễn Vĩ Hồ là con quái thú yếu nhất trong hàng ngũ quái thú cấp địa. Với thực lực của bọn nó thì có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng thôi. Hội trưởng Bồ nhờ tôi dẫn dắt Tiêu Bạc, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng nếu mang theo hai cục tạ đi săn giết quái thú cao cấp thì tiểu đội liệp kiếm của chúng ta không phải là tiểu đội bảo mẫu. Đúng là đáng ghét, bọn họ lại dám xem thường chúng ta. Một con cáo cũng còn thế này chẳng cần đến anh Phạm ra tay, một mình em giải quyết xong rồi. Vậy được rồi, anh đứng một bên nhìn cậu xử lý vậy. Thiên tứ thần lực. Muốn chốt. Tuy lực công kích vẫn chỉ là của quái thú cấp địa, nhưng uy lực của vĩ hào tiễn nằm ở tốc độ cực nhanh, lại phóng ra liên tiếp khiến người ta khó mà đề phòng. Lối đá trực diện chỉ dùng sức như kiểu bộ bạc thì vẫn có thể xem như là một cách đối phó có hiệu quả. Một khi tiếp cận quái thú rồi thì chắc chắn bộ bạc sẽ giành được phần thắng. Ê là sức mạnh của đồn vừa rồi đã đạt đến cảnh giới của chiến sĩ tinh võn cao cấp đỉnh phong rồi nhỉ? Mà thiên sinh thần lực của thằng nhóc bồ bàng này đáng sợ thật đó. Đừng hòng chạy. Thế nào anh Phạm, thực lực của em ổn chứ? Đợt hợp tác hành động lần trước, nếu như em không bị thương thì làm sao có thể để cho cái đám lôi nhôi kia làm càng được chứ? Đến đấy lợi hại hơn cả anh rồi. Cái này vẫn còn thua anh Phạm một tí thôi à. Lúc trước anh Phạm có quái thú thì để lại cho anh giết này nè, mới cố đi đánh ngất nó đó. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 6/9. Thằng nhóc bồi bàn khá thật, so với cao cấp thấp thì với tôi là được luôn rồi đó. Nghe đến thiên sinh thần lực của nó từ lâu, không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Có điều lần này chỉ có mỗi bộ bàn ra tay, không thể nhìn thấy được thực lực của thằng nhóc tả phạm. Đội trưởng yên tâm đi, tôi hiểu rõ thằng nhóc bộ bàn này, xưa nay nó không sợ trời không sợ đất, bản tính vô cùng kiêu ngạo. Nếu tả phạm không bằng lĩnh thì làm sao có thể khiến cho bộ bàn nghe lời răm rắp được chứ? Có khi thằng nhóc tả phạm lại mang đến sự thú vị bất ngờ cho chúng ta chưa biết chừng đó. Không đúng lắm, ở kia có thứ gì đó. Quái thú cấp địa, tất kỳ hoa gai sắc. Tất kỳ hoa gai sắc à? Con cái cùng quái thú cấp địa phiền phức này lấy mấy phục ở gần đây à? Tiêu rồi, mau đi cứu hai thằng nhóc đó mau. Quái thú cấp địa tất kỳ hoa gai sắc, phần mắt là điểm yếu của bọn chúng. Đồng thời tốc độ của loại quái vật này rất nhanh. Cái lỗi khả năng đổi màu chạy mất, nó không cho nó một đoàn tất sát, để sống mất thì rất là phiền phức. Khởi động hiệu quả đặc biệt, ảnh nhẫn lưu hoàng kiếm, kiếm mang kép. Điểm thuộc tính cộng 3. Là giải quyết được hai con quái cơ cấp địa dễ dàng như vậy. Lúc trước giết Lê Vinh con chưa cảm nhận được,
Mà bây giờ xem ra thực lực của mình thực sự đã tăng mạnh rồi, so với hồi tham gia cái hợp tác hành động rồi. Anh Phạm à, anh lợi hại thật đó. Một chiêu mà giết đến hai con tắc kỳ hoa gai sắc rồi đó. Trong số quái vật cấp D thì con này là khó ứng phó nhất đó. Trong chiếc mắt mà liền giết được hai con tắc kỳ gai sắc, thằng nhóc này là chiến sĩ tinh vẫn trùng cấp thật chứ. Tốc độ của nó nhanh quá, không hề thua kém một số chiến sĩ cấp chiến tướng. Với lại lực tấn công của kỹ năng kiếm pháp này cũng rất mạnh, mới có một đòn mà tất sát như vậy. Thằng nhóc này tốc độ của nó cũng nhanh hơn đòn tấn công từ lưỡi của tắc kỳ hoa gai sắc. Kỹ năng thân pháp liệu thư thiểm, nó ấy sử dụng ít nhất phải đạt đến cảnh giới đại thành. Còn kỹ năng kiếm pháp cấp D vừa rồi, có lẽ là phần thưởng thưởng đã được trong lúc hợp tác hành động chẳng bao lâu mà đã nắm vững rồi à. Thằng nhóc này là thiên tài, mà còn là cái loại thiên tài xuất sắc nữa chứ. Thảo nào hội trưởng Bồ Hào lại muốn cho hai đứa nó vào tiểu đội của mình. Đại trưởng à, chúng ta nhặt được hàng ngon rồi đó. Thằng nhóc này xuất sắc như thế, chỉ cần bồi dưỡng thêm một tí thôi thì đội chúng ta lại có thêm sát thương chính nữa rồi. Gánh nặng của anh cũng giảm bớt rồi đó. 39. Tạ Phạm, và cả tiểu bà nữa, anh xin lỗi vì sự kiêu ngạo khi nãy. Bà kiểm tra gia nhập đội thế này xem như là hai đứa đã qua rồi. Chào mừng gia nhập vào tiểu đội Liệp Kiếm. Sau này xin chỉ giáo nhiều nhé. Đội trưởng Tần Kiếm. Điểm thuộc tính cho vòng phối 12 cộng 3 15. 19 22. Tiểu đội Liệp Kiếm không hổ là tiểu đội do chuẩn chiến tướng dẫn dắt. 3 ngày thu hoạch được nhiều thật đó. Chỉ rượu nguyên liệu quái thú đến từ vị đi sàn chia ra thôi cũng đã trả qua cũng phải hơn cả triệu rồi. Mà đội ngũ chiến sĩ tình vẫn cao cấp hợp thành đúng là cái máy in tiền mà. Thu hoạch lớn nhất của mình vẫn là điểm thuộc tính, chỉ có 3 ngọn ngắn ngủi thôi mà thu được gần cả 100 điểm thuộc tính. Tinh thần 6, 19, 69, 69, sức mạnh thể chất, nhanh nhẹn 99. Điểm vòng phối cộng 40. Bây giờ mình vẫn chưa thể thăng cấp thành chiến sĩ tình vẫn cao cấp được. Nếu không giết chết quái vật cấp địa thì sẽ không được cộng thêm điểm vượt cấp nữa. Và lại cũng kiêm tốn một chút, gia tăng thực lực nhanh quá dễ thu hút sự chú ý của người khác. Tiêu Phàm à, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Nếu không thì đã gặp phải bầy thú cấp D hoặc là quái thú cấp chuẩn tiến tướng, ê là không có đủ thời gian để ngủ đâu. Bầy quái thú cấp D, quái thú cấp chiến tướng à? Khu vực màu đen là khu cấm đi vào, khu vực màu đỏ là cực kỳ nguy hiểm, hoạt động của các tổ chức chiến tướng và chiến tướng trở lên. Khu vực màu vàng là nguy hiểm, khu vực hoạt động của các tính vận chiến sĩ tình vận cao cấp. Khu vực màu xanh thì hợp hành động khu vực này của các tổ chức đội chiến sĩ tinh vận trung cấp để xuống. Bây giờ chúng ta ra vùng giáp giới giữa khu vực màu đỏ và màu vàng, có thể đụng độ với bầy quái thú cao cấp địa bất cứ lúc nào, thậm chí còn gặp phải quái thú cấp chiến tướng chuẩn nữa. Thiếu niên, tất nhiên là mục tiêu của chúng ta là quái thú cấp chuẩn chiến tướng rồi. Cái loại quái thú này có giá trị cực cao, mỗi một nguyên liệu thôi bán bừa cũng phải hơn 100 triệu rồi. Bán bừa cũng hơn 100 triệu, vậy chẳng phải giết vài con quái chuẩn chiến tướng là phất lên như trong một đêm hay sao? Thằng nhóc cậu mê tiền tờ đấy, cậu nghĩ quái thú chuẩn chiến tướng dễ ăn như vậy à? Cậu đâu giết mấy con nữa chứ. Quái thú cấp chiến tướng cực kỳ đáng sợ, nếu thì đội chúng ta gặp phải ít nhất cũng phải chiến đấu mất mấy ngày đó. Vả lại trong một khu vực rất khó có con thú chuẩn chiến tướng thứ hai. Nếu gặp quái thú chuẩn chiến tướng thì Tiểu Phàm à, cậu cả khúc phòng nữa, nhờ hai người trợ giúp anh, chúng ta dốc toàn lực diệt chết nó. Anh sẽ lấy đó làm bàn đạp đột phá cảnh giới chiến tướng. Chiến đấu với vật vật thấp chu cấp chuẩn chiến tướng có thể mượn đó để đột phá lên cảnh giới chiến tướng rồi. Đội trưởng à, chuẩn bị chiến đấu, một đợt lớn sắp ùa đến đây rồi. Anh em đu quái thú cấp đi, tiết ngao bạo nộ.
Bầy tuyết nga bộ nụ này, tên là Cam Kỳ này biết vào để khó cho chúng ta thật đấy. Chuẩn bị chiến đấu. Chấp 40, hệ thống chiến thuật. Anh em nhớ là cái kênh nhiệt tình nhé. Gọi thuốc cấp đi. Tuyết ngao bầu nụ. Lát nữa hai đứa nhớ chú ý trận hình đó. Đừng để bầy tuyết ngao bầu nụ tịch ra, nguy hiểm lắm. Trận chiến này rất là ác liệt. Phải sức lại tinh thần, dốc hết toàn lực. Còn phải chú ý ngao tuyết bầu nụ đột biến nữa. Đột biến. Ngao tuyết bạo nộ điên cuồng cả tiếng, đồng thời con quái thú này luôn hành động theo bầy đàn cực kỳ khó đối phó. Càng phiền phức hơn là nó rất dễ đột biến khi chịu được tác động từ trong những trận ác đấu. Liệu bọn chúng sẽ tiến cấp dễ dàng hơn những cái loại quái thú khác? Trong số những con quái thú cấp C thì cấp chuẩn biến tướng ở núi Vũ U 2 năm nay khoảng một nửa là tuyết ngao bạo nộ. Lát nữa thì chiến đấu nhất định là phải đảm bảo giết chết từng con tuyết ngao một. Tá Phạm, cậu với Tiểu Bàng phối hợp chặt chẽ với chú ý an toàn. Chuẩn bị chiến đấu. Lực công kích mạnh quá. Lũ quái thú này không muốn sống nữa. Tiết ngầu bào nụ không giống những cái lộ quái thú khác. Một khi đã nhắm trúng con mồi của bọn chúng sẽ trở nên điên loạn. Trận thái điên loạn này giống như là chó lên cơn điên dại vậy, đồng thời giúp bọn chúng có thể bộc phát được toàn bộ sức mạnh. Tuy đoạn tấn công của lũ tiết ngào bạo nộ cũng đáng sợ, nhưng đi cùng với nó là sơ hở của tiểu đội tác chiến có thể xử lý được. Nếu như một người chiến đấu thì y là cao thủ cấp chiến tướng, đối với mặt bầy thú thế này cũng sẽ tốt, rất là tốn sức. Nếu giải quyết hết cái đám tuyết ngao bạo nộ này thì điểm thuộc tính đạt được đủ để tăng mạng cấp độ thuần thục của chiến kỳ rồi. Điểm thuộc tính đạt được. Nhưng lúc thằng nhãi này đang tập trung chiến đấu thì không có thời gian để ý. Nhưng không ổn, sao con quái này lại tự nhảy từ trên phía trời xuống chứ? Tiêu rồi. Mình vẫn không biết vẫn cứu người đấy. Tốc độ phản ứng của thằng nhãi này nhanh như vậy. May mà khi nãy mình không manh động. Anh Kỳ, lại gần chỗ bọn em đi. Thực lực của thằng nhóc Tả Phàm này lại tăng lên rồi. May mà mình đã cho quấy vào đội. Chuyện gì thế này? Tôi chết rồi, thang nóng như lựu đạn và bồn rất dở gây ra đột biến ở vậy thú. Là ai hãm hại chúng ta? Tạ Phàm, mày đối đầu với bọn Ly già bọn tao mà còn dám rời khỏi thành phố Kim Ninh vào núi Vũ U đi săn, đúng là tìm chết mà. Mày chết trong đám thú này rồi, yên tâm mà đợi lát nữa tao sẽ nhặt xác giúp mày rồi băm nát mày ra cho chó ăn. Ly già, lũ chó hoàng hoàng vũ đúng là âm hồn bất tán mà. Lê Hồn Vũ, Lê Gia, lấy dở thủ đoạn đâm sụn lưng hèn hạ nữa à. Cẩn thận con tiết ngạo bão nổ đột biến rồi. Tốc độ tấn công nhanh đến mức này, đây là tuyết ngạo bão nổ cấp chuẩn chỉ tướng. Quái thứ đột biến tương đương với một lần chuyển kiếp, lực chiến sẽ tăng mạnh. Tác động trong lúc chiến đấu với thường trí mạng cộng thêm vũ khí nóng như lưu đạn và bồn thúc đẩy cho đột biến xảy ra. Tuyệt ngào bào nổ xuất hiện đột biến thật là Tá Phạm đáng đời, thứ xui xẻo như mày ông trời cũng chẳng muốn mày sống tiếp mà. Tao sẽ đây cho chúng mày bị quái thú đột biến giết chết rồi qua đó kiếm chắc sầu. Các cậu đi giải quyết những con ngạo tuyết ngao bào nổ khác đi. Con súc sinh đột biến này cứ giao cho tôi. Không biết có thể trì hoãn thêm nữa hay không. Đợi đến lúc con quái thú này đột biến hoàn toàn thì một mình không thể đánh bại nó được. Trong trận chiến cùng cấp, thông thường thì các quái thú sẽ giành được ưu thế lớn ác của người. Khí thế này, đội trưởng à, anh sắp đột phá rồi. Đội trưởng sắp đột phá lên cấp chiến tướng rồi. Đội trưởng thở thành người chiến sĩ.
tinh vận sớm nhất. Thực lực của anh ấy gia tăng rất nhanh. Thời đó cũng được coi là thiên tài. Nhưng trong một đợt thú cờ nhỏ vì yểm hộ đồng đội nên anh ấy mới bị thương nặng, đó là di chứng sâu. Từ đó dậm chân mãi ở cấp chuẩn chiến tướng, không tăng thêm được nữa. Mấy năm nay anh ấy liên tục chiến đấu với những con quái vật thú đáng gờm, vì muốn vươn lên cảnh chiến giới chiến tướng nhờ chiến đấu. Bây giờ đội trưởng sắp đột phá rồi. Cam Kỳ, cậu tại sao? Xin lỗi nhé đội trưởng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Lì Già muốn mạng của các người. Muốn trách thì trách cái thằng nhãi tả phạm đấy. Ai bảo đắc tội với Lì Già? Tiêu Bằng, mau bằng báo với thương cho đội trưởng. Cam Kỳ, Tứ Vong Ân Bụ Nghĩa, đội trưởng chăm sóc mày như vậy mà mày lại đánh lén hồi nãy. Tần Kiếm, vốn dĩ Cam Kỳ là một quân cờ của Lì Già bọn ta cai cắm vào hiệp hội đến thừa mà. Ta cũng chẳng muốn để lộ anh ta như thế này đâu. Nhưng mà ai bảo tả phạm lại gia nhập vào đội của mày? Chẳng trách thằng nhãi ấy đấy. Bây giờ đã tạo tiếng chúng mày một đoạn. Hử? Hai cậu đưa đội trưởng đốt phá vòng vây đi, đừng có đây nữa. Chiêu Phong, cháu không đi đâu. Chúng ta cùng giết chết bọn chúng. Im miệng đi, lúc này rồi. Người mới như cậu phải nghe lời. Không ai kịp nói con tuyết bạo nộ này đột biến đâu. Làm thế chẳng khác, chẳng ai chúng ta thoát được đâu. Huống chi xưa này tốc độ của anh không được nhanh. Đi cùng mọi người chỉ liên lụy mà thôi. Nếu mọi người có thể thoát thân, tuân lời. Đợi đội trưởng tỉnh lại thì bảo vệ nấy. Lần trước anh ấy cứu anh một mạng, lần này đã anh trả. Hai người chúng ta về nhau đừng có hối tiếc gì cả. Chuẩn bị đột phá vùng vây. Cấp bậc chiến sĩ tinh vận trung cấp, chiến phỉ, chiến sĩ cao cấp. Tinh thần cộng 1, sức mạnh cộng thêm 30, thể chất cộng thêm 1, nhanh nhẹn 99, phân phối cộng 35. Anh Phạm à, đưa đội trưởng vào chỗ phòng đi đi. Chỗ này có anh lo rồi. Đi mau. Thế là 41. Mới mở số lượng liên tục tịch lớn. Sau khi đột phá lên chiến tinh vẫn cao cấp và cộng sức mạnh lên đến 99 điểm, thì điểm thuộc tính đạt được cộng 1 và thuộc tính cộng 1. Có thể để được đoàn tấn công của quái thú đột biến này. Nhưng mà khi nãy, trong lúc va chạm sức mạnh của mình vẫn ở thế yếu, quái thú cấp chuẩn chiến tướng đúng là đáng sợ mà. Tiếp tục chiến đấu thì mình hoàn toàn không có phần thắng. Sức mạnh chỉ 9 cộng, tổng bao thống cấp bậc hiện tại không thể gia tăng sức mạnh. Kéo dài thêm một chút nữa, mình sẽ rơi vào vòng vây kép. Đột phá vòng vây ngay. Giọt. Tốc độ nhanh đến thế. Không được, thế này sẽ bị đuổi kịp mất rồi. Hết cách rồi. Tiêu hao 10 điểm thuộc tính kỹ năng. Liệu thì nhất cấp E đại thành cấp E quang mỹ. Bây giờ không đuổi kịp nữa rồi chứ. May mà mình có thói quen giữ lại điểm. Cái gì vậy? Cái gì vừa qua vậy? Đối với quái thú có đẳng cấp thấp hơn thì quái thú cấp chuẩn chi tướng có khả năng thống trị tương tự như thủ lĩnh, có thể điều khiển những quái thú khác. Giờ thì phiền phức rồi, phải nhanh chóng tụ hợp với bộ vàng mới được. Bị bầy quái thú đuổi giết tên này, thân nhái đã chết chắc rồi. Đáng tiếc không được tận mắt giết chết đó. Để hai ngày nữa quay lại đây tìm thi thể của nó. Bản thiếu gia phải bấm vòng nghiền sát nó ra. Tiêu rồi. Đây là đường cục. Tiêu Bằng à, anh vẫn chống đợi được một lớp nữa. Cậu cống đội trưởng leo lên với đá đi. Lên đó là an toàn rồi. Tôi chết rồi, có nhiều tiếng vĩ hồ đến như vậy ư? Leo núi trong tình thế này sẽ thành cái bị ngắm mất, không thoát được rồi. Chú Phong mà, cứ vào số quái này cho cháu đi. Bồ bà, cháu là con trai của Hổ Thành Kim, nên bồ hào. Lâm trận mờ trốn như vậy, lúc về không có mặt mũi nhìn ai mất thôi. Ơi đi. Thì chết rồi, không tránh được rồi.
Mình lại tới. Anh Phạm, sao thằng nhóc Tiểu Phạm này lợi hại quá vậy? Sau khi đột phá lên chiến sĩ tinh vận cao cấp, kích sát quái vật cấp D, chỉ nhận được một điểm thuộc tính. Tiểu đội liệp kiếm rơi vào hiểm cảnh, tên này thì tất cả là do mình. Lô Hồng Vũ và Lì Gia tuyệt đối không bỏ qua cho lũ khốn nạn đó. Sau khi trở thành chiến sĩ tinh vận cao cấp thì năng lực tiềm tàng của cơ thể đã lên rất nhiều. Cộng thêm sức mạnh và nhanh nhẹn đạt đến mức cao nhất của chiến sĩ cao cấp, đối phó với lũ cấp D này dễ dọn bánh vậy. Cho dù là con nguyệt nhẫn thiết hào làng vườn lục đó, nếu mình muốn đánh thắng thì nó cũng không phải là việc khó khăn. Đây là anh Phạm thật à? Thằng nhóc này thực lực của nó cũng đáng sợ hơn cả trong tương tượng nữa. Thiết ngào bào nộ thu rất dài, nó sẽ căm hận những người đã giết chết đồng loại của nó đến tận xương tủy. Báo thù dài của thiết ngào bào nộ sau khi biến lên cấp chuẩn thiên tướng còn gơ gớm hơn nữa, không chết không ngừng. Không thể đối đầu trực diện với bầy thú được nữa rồi, rút lui cho đã. Đeo lên. May quá, vết thương của chú Phong và đội trưởng không quá nghiêm trọng. May mà cấp cứu kịp thời. Tất cả là do mình, làm liên lụy tới đội trưởng Tần Kiếm và chú Phong. Lơ Hoàng Vũ lìa chúng, tao nhất định phải diệt lê do chúng mày. Tiêu Phạm à, cậu không cần phải tự trách. Chuyện lần này không trách cậu được. Hiệp hội đánh thừa chúng ta luôn mâu thuẫn với Lì Già, xung đột mãi không dứt. Chỉ là anh không ngờ Cam Kỳ là phản bội tiểu đội chúng ta. Chú Phong à, chú yên tâm đi. Lần sau khi về Nhật, chúng ta nhất định phải báo thù mối thù ngày hôm nay. Tiêu Phạm à, lần này mấy mà có cậu, thằng nhóc nhà cậu biết gì giấu thực lực thật đấy. Cậu nói thật cho chúng anh nghe xem, cậu đã đạt đến chiến sĩ tinh vận cao cấp đến phong rồi đúng không? Anh Phạm à, anh xấu xa thật đấy. Có thực lực mạnh như vậy mà lại giấu giếm. À, chú Phong à, chú đánh giá cháu cao quá rồi. Cháu vẫn chưa đạt đến chiến sĩ tinh vận cao cấp đến phong đâu. Còn cách một khoảng xa lắm. Chỉ là tốc độ tu luyện chiến kỹ của cháu khá nhanh. Liễu Nhứ Thiểm đạt tới đại thành, ảnh nhẫn lưu hoàng kiếm thì sắp vào tiểu thành thôi à. Chỉ là tốc độ tu luyện chiến kỹ khá nhanh. Ảnh nhẫn lưu hoàng kiếm của anh Phạm mới tu luyện đến chưa một tháng, sắp đột phá tới tiểu thành rồi. Ngồi từ tổ chức cơ thể vũ khí ra, chiến sĩ tinh vẫn có thể dựa vào chiến kỹ để tăng lực chiến đấu của bản thân. Đối với chiến sĩ tinh vẫn bình thường, việc tăng cấp chiến kỹ khó nhất hơn gia tăng tố chất cơ thể nhiều. À, càng sợ thì càng thi tức mà. Nếu nhân tu luyện được một kỹ năng tâm pháp cấp E đến đại thành thôi, thì kết hợp với phòng ngự của bản thân, thì con tiết ngạo bầu nộ biến kia chẳng là gì được với anh cả. Chú Phong à, đã nói với chú từ trước rồi, anh Phạm lợi hại lắm mà không nghe. Mà chú cứ xem anh ấy là người mới suốt à. Đội trưởng, anh ấy sắp đột phá lên cấp chiến tướng rồi. Tốt quá. Nếu đội trưởng thăng cấp lên chiến tướng thì có thể tìm Lưu Hoàng tỷ số rồi. Chiến sĩ tình vẫn đột phá chiến tướng, lực chiến sẽ tăng vọt. Bất cứ thành phố nào cầu thủ cấp chiến tướng cũng là người sở hữu lực chiến đứng đầu. Thời còn trẻ trong đợt tấn cầu do yểm hộ cho đồng đội nên Tần Kiếm đã bị thương nặng. Điều đó để lại mầm bệnh khiến cho hy vọng đột phá lên chiến tướng trở nên mù mịt. Sau khi thành lập tiểu đội liệp kiếm thì quanh năm đi sạc trong núi vụ, lần nào Tần Kiếm cũng là người hăng hái sòng pha nhất. Anh ấy muốn thông qua việc rèn luyện bản thân đột phá lên chiến tướng. Anh còn tưởng lần này đội trưởng bị thương nặng, sau này không còn hy vọng trở thành chiến tướng nữa chứ. Không ngờ đột phá của đội trưởng vẫn chưa dứt đoạn. Thế này trong cái rủi có cây mây. Còn thằng nhóc nhà cậu có vẻ chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá lên chiến tướng thôi, phải cố gắng lên nhé. Một tiểu đội tầng 2 cao thủ cấp chiến tướng. Vậy thì đến lúc đó tiểu đội liệp kiến của chúng ta sẽ trở thành tiểu đội chiến tướng mạnh nhất rồi. Chú Phong à, chỉ có cách chiến đấu với những con quái thú hùng mạnh mới đột phá lên chiến tướng được à? Giao chiến với quái thú hùng mạnh là cách đột phá lên chiến tướng được nhiều người biết đến nhất, cũng là cách thường dùng nhất. Nhưng không phải
là con đường duy nhất. Đầu tiên là phải hiểu rõ, thật ra con người chúng ta đột phá lên chiến tướng cũng giống như quái thú đột biến vậy. Sâu đêm tận thế, các dạng sống trên thế giới này đều đang đột biến, con người cũng như vậy. Quái thú chịu kích thích sẽ đưa ra gia tăng tỷ lệ đột biến. Chiến sĩ tinh thần thông qua những trận chiến ác liệt, lấy đó làm bước đem đột phá lên cấp bậc cao hơn. Cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Những thay đổi của thế giới này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Còn về phần có cách đột phá lên chiến tướng hay không thì chẳng thể biết được rồi. 43. Đến đây thì tất cả chỉ số đều chạm ngưỡng chỉ 9 rồi, thì xem mở tống chiến thần có cung cấp manh mối nào được không. Đáng tiếc bây giờ mình đã là chiến sĩ tinh vận cầu cấp rồi, rất khó đạt được điểm thuộc tính từ khiêu chiến vượt cấp. Sau này tốc độ kiếm điểm thuộc tính sẽ giảm đi nhiều. Đây là gì đây? Người chim, người sóc. Sau nơi này lại có hồ điêu, phiền phức rồi. Quái thú hồ chim khó đối phó hơn quái thú trên mặt đất nhiều. Chia thành ba hướng à? Không ổn. Thử. Lũ chim này biết cách đến vào chỗ sợ hở, ưu tiên tấn công những người bị đang bị thương trước cửa. Không gì đối phó rồi đây. Tốc độ của quái thú nhà họ chim nhanh hơn quái thú cung cấp nhiều. Bên cạnh đó tầm nhìn của chúng rộng lớn hơn, cực kỳ khó đối phó. Mà quái thú cấp địa hồ điều lại càng rắc rối hơn. Tính tình giàn xảo, không bao giờ hành động đơn độc. Chủ phòng à, chỗ đó rớt này trải trống trải, chúng ta mau tìm sơn động lên nắp thôi. Phiền phức nhất là quái thú họ chìm như hồ điều này, là những đơn tấn công tập thể. Có lẽ hang ổ của bọn chúng gần ở đây, chúng ta phải để ý. Tư tiện di chuyển càng nguy hiểm hơn, ở lại đây chiến đấu trì hoãn tạm thời vẫn an toàn. Chú phòng nói rất đúng, ba con quái thú này đang tìm kiếm sơ hở chúng ta. Thu hút sự chú ý của quái thú họ chìm thế này vốn là công việc của trinh sát tình hình như cam kỳ. Trong tay anh ta lại không có vũ khí tầm xa. Vũ khí tầm xa? Cứ tên lá chắn phòng ngự có thể giữ được một khoảng thời gian. Đợi đội trưởng tỉnh lại thì tốc độ cao thủ cấp chiến tướng đâu để đối phó với mấy con súc sinh lấm lông này rồi. Một em. Đó là vũ khí gì vậy? Hay lắm, hóa ra thứ này à. Xích chút nữa thì quên mất chiến lợi phẩm Lì Gia tặng cho mình. Đúng lúc cần dùng lắm. Chạy đi đâu? Chết. Con súc sinh lấm lông sở quyệt đó bỏ chạy nhanh thật. Tiêu Phàm mau đuổi theo, phải giết chết con hồ điêu đó. Hồ điêu thù dài cực kỳ, có lẽ hang ổ của nó cách đây không xa, để mặc cho nó bay về đó sẽ gặp phiền phức lớn đi. Tiêu Phàm chăm sóc cho đội trưởng và chú phòng. Anh quay lại nghỉ thôi. Nhìn cái kiểu này thì có lẽ bay thêm quãng nữa là nó không gần sức nổi vì mất máu quá nhiều. Đến lúc đó thì rơi xuống đất, mình lập tức dùng dây trói thú diệt chết nó. Nhưng mà sao nơi này lại quen thế nhỉ? Cơ hội tới rồi. Đâm trúng. Tuy đảm nhiệm vụ trí sát thương chính trong đội, nhưng mình vẫn nhắm chuẩn như xưa, không hề tụt lùi. Nơi này lẽ nào là hang ổ của hồ điêu? Hóa ra là ở đây, hang động nguyệt nhẫn tiết hầu lang vương từng ở. Thảo nào, mình cứ cảm thấy khu vực này trông rất là quen. Luôn khí tức đáng sợ đó đâu rồi? Lẽ nào con quái thú cấp chiến tướng đó không ở đây nữa? Ánh sáng kia là gì bảo? Không thể nào, sai được. Ánh sáng kia rất giống với ánh sáng của dì bảo. Xem ra cái cây khổng lồ đó đã biến dị rồi sinh ra dì bảo, nên sớm thu hút nhiều quái thú tới đây chiếm cứ nơi này. Dì bảo là một gốc cây biến dị khổng lồ, như vậy kết thành chắc chắn là không chỉ cấp địa. Dì bảo cấp xưa. Nếu là dì bảo cấp xe, thật là báu vật vô giá. Với thực lực hiện tại của mình có thể thăm dò được.
Chết. Tờ một rồi, có thể đi kiểm xuống kiểm tra rồi. Dây rối thú dùng thế này tiền thật đó. Sau khi về phải thiết kế lại một tí mới được, chế tạo thành vũ khí mới luôn. Diện tích của căn cây này chắc cũng phải ngàn ngửa với một thị trấn nhỏ. Rốt cuộc là cái ký biến dị khổng lồ này thuộc cấp bậc nào đây? Cái cây này nó to bằng cái cây của La Trình đi đào đá sinh mệnh vậy đó. Dì bảo tỏa ra ánh sáng màu xanh. Quả nhiên là dì bảo cấp C. Dì bảo cấp D. Hoàn thành chuyển hóa 1% yêu quả. Ký chủ đã được sức mạnh 20, khả năng hồi phục cộng thêm 10. Dì bảo cấp D mà đã giúp mình tăng thêm 20 điểm sức mạnh và 10 điểm khả năng hồi phục. Vậy chẳng phải cái hiệu quả khi dì bảo cấp C kinh khủng hơn à? Biết đâu cũng có thể đột phá lên cảnh giới chiến tướng. Có một con quái thú đang cần giữ. Thủ lĩnh của hồ điêu. Quái thú cấp chiến tướng 44. Vương thú trong hàng ngũ hồ điêu à. Luôn khí tức này chắc chắn là cấp chiến tướng. Có con quái thú đáng sợ như thế này trong coi gì bảo. Dù thực lực hiện tại của mình hoàn toàn không có phần thắng. Đây chính là cảm giác chèn ép của quái thú cấp xì nhỉ. Mạnh mẽ hơn cái con huyết bào ngào nó đột biến kia nhiều. Chứ dù mình cộng hết tất cả điều thuộc tính lại, cũng không phải là đối thủ của nó. Làm sao đây? Cứ vậy mà rút lui ư? Ở đầu mồm men tới con thỏ gì? Chết. Với khả năng phản ứng của quái thú cấp chiến tướng này không thể nào không phát hiện ra. Nực nhưng lại là hồ điêu vệ sĩ nhảy ra tiêu diệt kẻ xâm nhập. Lẽ nào cẩm tri khởi động quạch. Không ngờ bên trong cây khổng lồ này lại có nhiều hồ điêu đến như vậy. Xem ra nơi này không chỉ đơn giản là hàng ổ của bọn chúng. Có lẽ là nhiệm vụ của lũ hồ điêu này là canh giữ dị bảo cấp xì, chờ đợi thủ lĩnh của bọn chúng. Hồ điêu vương tỉnh lại. Tao không đối phó được với hồ điêu vương, nhưng đối phó với lũ hồ điêu vệ sĩ chúng mày không phải là chuyện khó. Họ tên Tả Phạm, các bậc chiến sĩ tinh võ cao cấp, tinh vận tinh thần 70, sức mạnh 99, thể chất 70, nhanh nhẹn 99, điểm thực tính tối đa chưa phân phối 43, ảnh quang nhẫn cấp đề nhập 1, kỹ năng kiếm pháp cấp đề gia tăng tốc độ kiếm và lực kiếm, giảm nhẹ kiếm mình, đồng thời có 5% tỷ lệ chém rạ mang kép. Để đề phòng chuyện ngoài muốn thì nâng độ thuần thục của ảnh nhẫn lưu hoàng kiếm lên đã. Tiêu 20 điểm, ảnh nhẫn lưu hoàng kiếm nhập 1 thành tiêu thành. Kỹ năng kiếm pháp cấp đi, gia tăng tốc độ kiếm và lực kiếm, giảm nhẹ kiếm mình một cách rõ rệt, đồng thời có 10% tỷ lệ chém ra mang kép. Điện thuộc tính còn chưa phân phối 23. Tiêu hao nhiều điện thuộc tính như vậy mà kỹ năng cấp đi, mỗi lần chiến đấu phải tốn 20 điểm thuộc tính. Vậy cấp C khi chiến đấu thì... muốn đạt được mục đích thì phải bỏ ra cái giá tương ứng thôi. Giết thêm nhiều hồ điệu là có thể lấp lám đi số điểm thuộc tính đã mất đi. Một em, hai em. Quả nhiên, hiệu quả của lưu ảnh hoàng kiếm tiêu thành rất rõ ràng. Lúc đánh lén kiếm mình rất nhẹ, công thức tốc độ xuất kiếm nhanh. Trong phạm vi nhỏ chớp mắt đã giết chết được 4 con hồ điệu. Ở nơi thế này mình là người có lợi hơn. Thế là bắt đầu chế độ tàn sát. Điểm thuộc tính cộng 1, cộng 1. Họ về tên Tả Phạm, cấp chiến sĩ, tinh vận cao cấp, tinh thần 70, sức mạnh 99, thể chất 72, nhanh nhẹn 99, điểm phân phối tăng lên 40. Cuối kiệm cùng điểm thuộc tính phân phối đã đạt lên 40 rồi. Thêm 16 điểm nữa là tinh thần và thể chất cũng có thể chạm 99. Rõ ràng mình có thể nhớ thể chất là 70, sao lại là 72 rồi ta? Vùng sáng màu lam, thể chất 72 lên 13, vùng sáng màu lam. Ký chủ hấp thụ lượng lớn sinh cơ, chi lực nhất định, thể chất còn 1. Cái gì? Dạo chơi trên cái cây khổng lồ biến dị mà đã gia tăng thể chất rồi. Nguyên nhân nằm ở cái cây khổng lồ biến dị này là quả dị bảo cấp sơ kia.
Thật không ngờ sau khi ăn quả dị bảo cấp sơ có thể đạt được hiệu quả kinh người gì đây. Xử lý sạch sẽ hồ điêu xung quanh rồi, con hồ điêu vương này vẫn chưa tỉnh lại ra tay thôi. Con hồ điêu cái chiến tướng này đã rơi vào trạng thái yên ngủ, ngủ say thật đấy. Nghĩ lúc này, lấy được rồi, kế hoạch của mình hoàn hảo quá, mau rời khỏi đây. Lúc này thì em đã tính lại. Kể nào, trộm bức vụ của ta lấy con sát hại đông lối của ta nữa. Ta và xế sát kẻ xâm nhập. Tạm thời ta vẫn chưa thể rời khỏi chỗ này. Đợi đến khi quả trứng này nở ra, ta xin nghiền nát cái sông vào đây thành mớ thịt dụng. Chạy đến đây, cho dù là quái thú đó thức tỉnh cũng không thể đuổi kịp mà được. Đây chính là dị bảo cấp siêu đẹp thật đó. Nhìn ở khoảng cách này gần hoàn toàn không giống trái cây tí nào, mà giống như một viên đá quý lấp lánh hơn. Đây là bảo vật mà thế giới này không ngừng biến hóa nay tạo ra sao? Dị bảo cấp siêu quả mộc vạch chưa đủ điều kiện sử dụng, ký chủ không nên miễn cưỡng sử dụng. Cái gì? Chưa đủ điều kiện sử dụng nghĩa là thế nào? Nói như miễn cưỡng sử dụng hiệu quả sẽ giảm đáng kể hoặc là hoàn toàn không có hiệu quả. Vậy mình tiêu tốn nhiều sức lực làm gì vậy chứ? Đi tập hợp với tiêu bàn và chú phòng trước đã. Lần này không phải không thu hoạch được gì, dựa vào thực lực hiện tại của mình đủ để hết đo sức với con tiết ngạo bạo nộ độc biến đó một phen rồi. Con cá lơ hoàng vũ, hy vọng lũ khốn kiếp đó vẫn còn ở trong núi. Cấp bậc chiến sĩ tinh vẫn cao cấp 99 full max điểm, điểm phân phối cùng 30. Liễu nhất tiểm kỹ năng cấp E hoàng mỹ, anh nhẫn lợi hoàng kiếm kỹ năng kiếm pháp cấp D tiểu thành, chiến sĩ tinh vẫn cao cấp đỉnh phòng và cũng là phòng mới nhất 44.